Độ tuổi nào thì sử dụng được canxi hữu cơ sinh vật này, canxi hữu cơ thủy phân enzyme, thì anh chị em lưu tâm nhé. Độ tuổi nào mình cũng có thể bổ sung uống được canxi này. Đây là canxi hữu cơ, nó không nóng, không lắng cặn, không sinh ra sỏi thận, an toàn với gan, thận, dạ dày. Và đặc biệt với các cô, các chị mình sinh đẻ xong, mình gặp những cái tình trạng như này: chân mình buồn, buồn nhức chân, giống như có con gì bò, giống như kiến bò ở trong xương, kiến bò ở trong chân, thì nên uống canxi này. Thứ hai là mình bị khó ngủ, mất ngủ, ngủ không sâu giấc, 2-3 giờ sáng là ngủ. Mình ngủ lúc 10 giờ, khoảng 1-2 giờ sáng là mình tỉnh dậy, nên uống canxi này giúp cho máu huyết lưu thông. Cái thứ ba đó là anh chị em mình uống canxi vô cơ ấy, bởi vì hàm lượng canxi của nó thấp quá nên nó sẽ không ăn thua. Canxi từ táo biển, từ thực vật, từ hoa quả hoặc là canxi carbonate, tỷ lệ hấp thụ nó rất là thấp nên uống vào nó không ăn thua, nó không khôi phục tái tạo tế bào xương được. Thì nên uống cái canxi hữu cơ sinh vật này, hàm lượng cao, hấp thụ hoàn toàn. Cái thứ ba đó là uống canxi vào mà uống canxi ngoài hiệu thuốc chẳng hạn. Canxi vô cơ uống vào nóng đi táo, uống vào nóng, uống vào đau bụng, uống vào cái dạ dày nó nóng không chịu được, uống vào đi táo, thì nên uống canxi này, không nóng, không lắng cặn, không sinh ra sỏi thận, sẽ rất là ok anh chị em nhé.